đáng sợ nha. Cái này sợ nha. Sợ đó chứ. Con đâu có nghĩ là nó khủng khiếp mày đâu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 4 năm 2024. Áp thấp nhiệt đới cùng với giải hội tụ nhiệt đới sẽ gây mưa lớn tại Trung Bộ, đề phòng lũ lên trên các sông và gây ngập lụt. Dự báo trong đêm nay, sáng sớm mai, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên đầu cấp bão là cấp 8, giật cấp 10. Sau khi vào Biển Đông thì sáng sớm nay bão số 4 hiện đang ở cấp 12, khả năng là bão sẽ còn mạnh thêm trước khi đổ bộ vào đất liền. Dạ vâng, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc, huyện đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 trong năm nay. Video được người dân ghi lại đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước bất thường tại hồ Linh Đàm, Hà Nội. Dù chiều nay không có mưa, khiến nhiều người lo sợ. Liệu đó có phải điềm báo? Chắc mọi người nghe cái vụ mà cá nhảy tại hồ Linh Đàm thì mọi người đang suy đoán là động đất. Thì mình trả lời với các bạn đó là đúng rồi đấy. Thương lắm làng nú ơi, quanh năm nắng mưa dài nhau, chắc chiều giờ thì chăng. Lớn rồi bà con ơi, an quan còn đâu là nhà, mái trường lớp học em tôi, gà bò trâu heo theo dòng lưu cuốn trôi. Thật ra khi mà mình sinh ra cõi đời này á, có một điều là mình đến đây đôi bàn tay trắng thôi nha, mình không mang đến đây một cái gì hết trơn, là có mang là mang theo cái thân này với một đống nghiệp á. Ở đây á, đường sạt không đi được, không có cái gì ăn luôn. Chỗ nào thừa thì vẫn cứ thừa và chỗ nào thiếu vẫn cứ thiếu. Anh này em xuống, anh đi 30 cây số là chủ, từ Nghĩa Đô xuống đây mà chủ yếu là xin được một thùng mì tôm thôi. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo các ngày hôm nay. Dạ ngay lúc này là 11:34 ngày 19 tháng 9 dương lịch. Trong video chiều nay em muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn những nội dung liên quan đến cơn bão số 4. Áp thấp nhiệt đới cùng với giải hội tụ nhiệt đới sẽ gây mưa lớn tại Trung Bộ, đề phòng lũ lên trên các sông và gây ngập lụt. Dự báo trong đêm nay, sáng sớm mai, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên đầu cấp bão là cấp 8, giật cấp 10. Đến 16 giờ ngày mai, tâm của nó ở trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Điểm đáng chú ý của cơn áp thấp nhiệt đới này là sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ do kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới. Đêm nay, ngày mai, trọng tâm mưa là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Lượng mưa lên tới 200-400mm, có nơi trên 700mm. Sau đó, từ tối mai đến thứ Sáu, mưa dịch lên Nghệ An, Hà Tĩnh, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn cộng với lũ lên có thể gây ngập lụt ở các đô thị, vùng trũng thấp. Các sông ở Thanh Hóa đến Quảng Nam, lũ có khả năng lên từ báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tại Hà Tĩnh và các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2 đến báo động 3. Dù đây không phải là cơn bão mạnh, nhưng có thể xuất hiện các cơn dông gây lốc xoáy và gió giật rất mạnh lên tới cấp 9, cấp 10 ở trên biển cũng như trên đất liền. Hồi 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 cách Đà Nẵng khoảng 217 km về phía đông đông bắc Quảng Trị, khoảng 262 km về phía đông, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 217 km về phía đông bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông. Bão số 4 có sức gió mạnh nhất cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong các giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Sau khi vào Biển Đông thì sáng sớm nay bão số 4 hiện đang ở cấp 12, khả năng là bão sẽ còn mạnh thêm trước khi đổ bộ vào đất liền. 24 giờ tới thì bão sẽ mạnh cấp 13, giật cấp 16, đi hướng tây. 7 giờ sáng mai, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa là khoảng 190 km về phía đông, đông nam. Sau đó thì bão tiếp tục đi nhanh từ 20 tới 25 km/h, đi qua phía nam huyện đảo Hoàng Sa. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9 thì cường độ bão sẽ mạnh là cấp 13 tới cấp 14 và nằm trên vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi. Sau 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9 thì bão sẽ đổ bộ vào Trung Trung Bộ với cường độ là khoảng cấp 12 tới 13, giật cấp 15. Dạ vâng, sáng sớm nay
áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc huyện đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 trong năm nay và cập nhật vị trí lúc 4 giờ, vị trí tâm bão còn cách Đà Nẵng 210 km về phía đông bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 8, tương đương là 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 đến 25 km/h. Đến 16 giờ, tâm bão ngay trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam và sau đó thì bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng nguy hiểm trong 12 giờ tới là từ vị tuyến 15 và đến 19,5 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 113 độ đông. Và cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng này đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dạ vâng, như vậy là sau siêu bão số 3 thì hiện nay thì Biển Đông lại xuất hiện bão và dự báo là bão số 4 tiếp tục gây thời tiết rất xấu cả trên đất liền và biển trong nước ta trong ngày hôm nay cũng như là những ngày tới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, chiều ngày 18 tháng 9, nhiều xe máy khi đi qua cầu Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng đã bị té ngã, dừng gấp do mưa lớn, gió giật mạnh. Nhiều người đi xe máy đã chọn cách dừng lại giác bộ hoặc tìm nơi tránh gió vì không thể tiếp tục di chuyển. Nhiều trường hợp xe máy đã bị gió xô ngã khi đến đoạn giữa cầu. Nhiều ô tô lưu thông trên cầu Thuận Phước cùng thời điểm này đã nhanh chóng tiến đến chắn gió. Đồng thời, tài xế ô tô cũng bước ra giúp đỡ người bị gió xô ngã. Nhiều ô tô chủ động đi chậm thành đoàn dài để cản gió, giúp đoàn xe máy lưu thông qua cầu an toàn. Do cầu Thuận Phước rất cao, lại ngay cửa sông và gần vịnh Đà Nẵng, nên khi có gió lớn luôn khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn, nguy hiểm. Vừa rồi bà con cô bác mình có thể nghe được chi tiết diễn biến mới nhất cơn bão số 4. Kế tiếp thì em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng trở về Bình Phước. Đây là một con suối có lượng nước khủng khiếp, trước giờ không thấy xảy ra. Ghê à, đáng sợ nha. Cái này sợ nha. Con đâu có nghĩ là nó khủng khiếp vậy đâu. Lần đầu tiên con thấy luôn. Ở đâu em, ở đâu? Đồng Xoài, Đồng Xoài. Đồng Xoài à? Dạ. Chú cũng có lần đầu tiên tới đây. À, chú dân Đồng Xoài đúng không? Chú Cà Mau. À, thế là con dân ở đây con không biết hả? Con đâu biết đâu. Rồi là có nghe hỏi vô ở đây chú cũng có tụi bữa coi gì đó, là cúng xem. Đúng rồi, cúng kiến này rất nhiều. Chia tay với con suối nguy hiểm này, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng trở về hồ Linh Đàm. Mấy ngày qua thì bà con cô bác mình rất là hoang mang vấn đề cá tự nhiên ở dưới sông mà nhảy dựng lên. Video được người dân ghi lại đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước bất thường tại hồ Linh Đàm, Hà Nội. Dù chiều nay không có mưa, khiến nhiều người lo sợ liệu đó có phải điềm báo. Chưa bao giờ hiện tượng lạ như này đấy. Chắc mọi người nghe cái vụ mà cá nhảy tại hồ Linh Đàm thì mọi người đang suy đoán là động đất, thì mình trả lời với các bạn đó là đúng rồi đấy. Bởi vì các bạn thấy là sáng nay mình vừa mới lên một cái video là cảnh báo về hiện tượng nứt gãy địa chất và có thể xảy ra động đất tại khu vực Hà Nội. Cụ thể là sự đất có thể diễn ra tại Hà Nội hoặc khu vực Điện Biên trong năm nay và năm sau. Nhưng mà các bạn phải hiểu này, các bạn bình tĩnh nghe này. Cái vụ mà cá nhảy tại hồ Linh Đàm không phải là lần đầu tiên xuất hiện, mà năm ngoái vào tháng 6 đó cũng có nhảy tiếp. Nên các bạn cứ yên tâm là chưa chắc đã xảy ra động đất đâu. Có thể nó sẽ là một cái cơn dư chấn thôi, các bạn hiểu không ạ? Tại vì khi mà tầng địa chất nứt gãy, nó sẽ tạo ra các cơn dư chấn ở bên dưới. Và khi con cá nó cảm nhận được những cái dư chấn rung động đấy, nó sẽ cố gắng chạy thoát khỏi nơi đang diễn ra điều đó. Và trong một cái hồ kín thì con cá nó không thể nào di chuyển ngược dòng nước để đi đến những cái ao hồ sông suối khác, thì nó sẽ phải tìm cách đó là nhảy lên, búng lên. Nên không có gì chắc chắn đây sẽ là một cơn động đất cả. Nó có thể chỉ dừng lại ở vấn đề là nứt gãy tầng địa chất thôi. Nên mọi người đừng quá hoang mang nha. Mọi người đừng quá hoang mang. Khi nào động đất á, thì mọi người sẽ cảm nhận rất rõ. Đầu tiên là con chó. Thì nếu như cái động đất đến, con chó các bạn ơi, nó sẽ sủa liên tục. Nó sẽ sủa rất nhiều. Trong nhà mọi người cứ để ý là tự nhiên hôm nay, ngày mai gì đó con chó nó cứ sủa liên tục, thì rất có thể là động đất. Và những cái người nuôi những cái con khác như con bò hoặc là cái con ngựa thì chúng sẽ bắt đầu bồn chồn và chúng sẽ đi qua đi lại, chúng sẽ hoạt động không như bình thường, thì lúc đó mới là có những cái cảnh báo chính xác hơn. Nói chung các bạn phải theo dõi tất cả các loài sinh vật chứ không chỉ riêng gì một con cá.
Nên các bạn cứ tạm thời là yên tâm nha, tạm thời yên tâm. Còn nếu lỡ như không may xảy ra động đất thì chắc cũng mình nghĩ không quá lớn. Tại vì nếu như mà gọi là siêu động đất thì mình nghi ngờ rằng là tại Điện Biên nó dễ xảy ra siêu động đất hơn so với khu vực ở Hà Nội. Thế nhá, nên là mọi người cứ từ từ thôi, theo dõi cái tình hình tiếp theo. Chỉ rồi bà con cô bác mình có thể nghe được báo chí và các anh em truyền thông đã phân tích rất rõ ràng. Mọi người cứ yên tâm nha. Kế tiếp em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng trở về các cô chú tại vùng cao, cùng nghe tâm sự trải lòng của bà con cô bác mình sau khi cơn lũ đi qua. Có anh này anh đi tới 30 km xuống chủ yếu xin được một thùng mì nhưng mà cũng không có. Anh cho em xin một ít một thùng mì tôm cũng được. Anh này anh đi 30 km là chủ từ Nghĩa Đô xuống đây mà chủ yếu là xin được một thùng mì tôm thôi. Đi mấy chục cây số luôn. 30 km. Thế cho em xem mình đã có thùng mì nào. Không có thùng nào. Ở đâu, quá trời luôn, không đủ Tấn ơi. Anh này anh đi 30 km, anh chỉ xin một thùng mì thôi nè. Đi qua bển đi anh. Quá. Đi ra ngoài phát. Đấy, cứ nói cứ thì cho thượng bây giờ tình trạng chung. Người ta là bây giờ là tình trạng chung. Ai cũng phát túi vào đây thì phát mỗi người một túi, người ta ra đi. Cái này xuất của chính thượng. Chứ không phải là ai cũng phát xuất thượng. Cứ thì cho thượng đâu. Xin chào tất cả mọi người nha. Em là Trang đến từ Lào Cai này. Thực sự là những cái chuyến đi thiện nguyện như thế này rất là vất vả luôn mọi người ạ. Ở đây đường sạt không đi được, không có cái gì ăn luôn. Chỗ nào thừa thì vẫn cứ thừa và chỗ nào thiếu vẫn cứ thiếu. Ví dụ như mọi người đi từ thiện là mang ra trung tâm xã để ở đấy đúng không ạ? Thì những người quanh đấy họ cứ đến lấy thôi. Còn những người ở trong ra thì chả còn gì đâu. Đây, mọi người nhìn đây này, đằng sau. Người nhìn thấy rất là tan hoang luôn, không có gì này. Cái nhà xây này. Hết cả một dọc sông này. Cái chỗ này xa xa đây góc này là nhà hai bố con bị trôi hết này. Hai bố con bị lũ cuốn trôi đi vẫn chưa tìm thấy này. Đó, hiện tại nước thì cũng rút đi được rồi nhưng mà vẫn rất là to này. Đó là những dòng tâm sự trải lòng của bà con cô bác tại vùng cao. Cuối cùng trong video ngày hôm nay, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng với em trở về những nơi mà hai quý thầy hoạt động rất nỗ lực trong thời gian vừa qua, hỗ trợ bà con cô bác mình tặng nơi. Đầu tiên là thầy Minh Thuyền, chùa Đức Hòa, Bình Dương. Và cuối cùng là thầy Minh Đạo. Dạ, cô chú anh chị và các bạn thấy video của em thật sự ý nghĩa, hữu ích. Cô chú nhớ để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Đây là một trong những hình ảnh em cảm thấy rất đẹp khi thầy Minh Thuyền đến vị trí mà bà con cô bác tại vùng cao làng Nũ Lào Cai gặp nạn. Thầy đã cầu nguyện. Không biết như thế nào em cảm thấy những hình ảnh mà các quý thầy ra tặng khu vực này, trao những phần quà yêu thương để cho mọi người cố gắng làm lại từ đầu, vượt qua khó khăn, thì em cảm thấy xúc động vô cùng. Chúng con đến đây với tấm lòng và chúng con cũng đến đây với cái tình thương của tất cả quý ân nhân, tất cả quý Phật tử, quý mạnh thường quân ở các nơi. Khi mà hay tin quý bà con ở làng Nũ này gặp cái thiệt hại quá ư là to lớn, chúng con đến đây xin được đồng cảm, xin được chia sẻ nỗi khổ niềm đau với quý bà con. Và ở đây chúng con có chút ít, một xíu rất nhỏ, nhưng gói ghém cái tình của mạnh thường quân, các vị thiện nam tín nữ Phật tử các nơi cũng như của tất cả chúng con đây xin được kính gửi tặng quý bà con. Chúng con chỉ mong quý bà con sức khỏe, mong quý bà con vượt qua được cái nỗi đau này để chúng ta tiếp tục vui sống, để chúng ta gài dựng lại những gì đã mất. A Di Đà Phật. Chúng con kính chúc sức khỏe và chúng con xin được tặng quà. Dạ, con xin phép
được gọi cái này là của quý mạnh thường quân, quý Phật tử thiện nam tín nữ. Các con lấy dùm cho sư phụ 3 triệu, 3 triệu để sư phụ đi. Các con lấy 3 triệu. Con ơi, cái này thiếu một tờ. Con đọc tên viết tỏi khô. Dạ. Dạ. Tên tỏi khô. Dạ. Dạ con xin lỗi bà nha. Các con đếm đủ 3 triệu em cái coi nhìn thay chấm đồng em sách cho em cái phụ phước to đó con thầy thầy cô dạ. Chia tay với thầy Minh Thiền, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đến với một vị nữa, chính là thầy Minh Đạo, sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để cùng trở về vùng cao hỗ trợ bà con cô bác mình tinh thần và vật chất. Con ai TikTok đây cũng có người nhận thôi. Anh phía độ non trắng là anh nhảy. Ơi tụt tụt. Đây là chú Bảy đến từ chú Bảy đến đâu con quên mất tiêu rồi. Phan Thiết. Phan Thiết. Phú Hải. Phú Hải Phan Thiết. Chú Bảy là Phật giáo kia cha. Chú Bảy đặc biệt là bị vợ đuổi rồi. Đi tu rồi chú Bảy. Đặc biệt là có cửa hàng Phật giáo kia cha. Không phải là không phong. Anh được. Marketing luôn. Ông quảng cáo cho bà xã ổng mà bà xã ổng đuổi ổng đi tu luôn rồi. Tôi. Thật ra khi mà mình sinh ra cõi đời này á, có một điều là mình đến đây đôi bàn tay trắng thôi nha. Mình không mang đến đây một cái gì hết trơn. Là có mang là mang theo cái thân này với một đống nghiệp á. Và sau khi mình chết thì thật sự mình cũng không mang theo một cái thứ gì. Những thứ mình kiến tạo trên cuộc đời này hình như hầu như tất cả mọi người đều để lại hết. Thì thật sự mình chưa từng có cái gì thì cũng không có gì để mất. Bây giờ mình sẽ mất nhất là mất cái tâm, tức là cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm an lạc của một con người thôi, chứ không nói về cái vấn đề tu hành. Bây giờ mất hết nhà rồi, từ từ mình làm lại, từ từ cái nhà nước á cho người làm nhà lại, rồi mình cũng có chỗ ở, mình nương vào rừng núi mình sống, mình thật thà lắm, mình về miền xuôi á, miền xuôi con người sống tăng tốc lắm, mình sợ mình chạy không kịp. Với lại
dù mình mất nhà nhưng mà vẫn còn người thân á, đỡ hơn chứ người ta mất hết người thân. Mất hết người thân không còn kiểu như không còn cái lý do để sống, không còn cái lý do để tồn tại nên người ta buồn hơn. Giờ mất cái nhà rồi mình trong vòng vài tháng là nhà nước họ sẽ xây nhà mới nha. Đừng đi xuống miền xuôi, xuống miền xuôi sống bất tả khác. Đôi khi mình xuống dưới thì có khi mình có tiền hơn nhưng mà mình lại mất đi cái lương thiện thật thà trong dưới. Thôi vậy mình cứ chịu thiệt thòi ở đây, mình trồng nương trồng rẫy mình sống. Vì với lại nó không hợp với con người của mình. Nhiều khi con đây mà còn muốn lên vùng cao sống đây. Thật đó. Cố lên nha. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Đây đây, xin gửi mỗi người một cái lòng. Mình đi nha cả nhà. Đoàn từ thiện của Phúc Đạo cùng với lại các anh chị đoàn từ thiện nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết ra đây để tặng quà cho bà con. Đến dự hôm nay là xin giới thiệu là có đồng chí Trần Lý Thị Liếm là chủ tịch xã. Sư Thích Minh Đạo cùng toàn thể đoàn thiện nguyện của mình ở thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết, bà con châu đang hết tay nào. Về phía công an tỉnh thì xin giới thiệu trung tá Đoàn Hoàng Long, phó tránh thanh tra. Tụi em là cũng thanh tra công an tỉnh Ninh Thuận, hôm nay rất vui được làm quen với bà con dân dân xã Phúc Chiến. Bây giờ xin mời thầy sư Thích Minh Đạo sẽ có đôi lời ạ. Công an trưởng, công an phó, toàn thể các ban ngành ở địa phương tỉnh mình, huyện mình, xã mình, em không thuộc hết thì xin bỏ qua cho em. Kính chào quý bà con ở xã Phước Tiến, hình như là mình đến đây đã vài lần rồi. Các vị còn nhớ mình không? Có ai đã từng biết mình không? Phước Tiến, Phước Tân này mình đã từng đến rồi. Dạ thưa quý các lãnh đạo chính quyền địa phương, sở dĩ các anh nhìn ở trong các cái phần quà của chùa em á là thấy nó không được đều á, tại vì có trắng có xanh có vàng, nó lớn mình cũng vậy, là bởi vì cái này là quà của những người Phật tử họ đem tới chùa em để họ cho chùa em, và chùa em có mấy đứa trẻ cùng học với em nhiều năm qua rồi. Thì lâu lâu á em thấy nó dư ra thì em đem đi tặng cho bà con, thì hình như chỗ nào có duyên thì em đến. Thì hôm nay em nhớ quê mình ở đây, nhớ nơi Ninh Thuận, em cũng là dân Ninh Thuận, hồi nhỏ em ở Đô Vinh Tháp Chàm và em tu hành ở chùa Ấp Vàng, tức là Tịnh Sáng Mật Pháp á, ở đó một thời gian rồi năm 93 em mới vô trong Vũng Tàu. Và hôm nay thì em cùng với các đại biểu hồi nãy chị nói đó, là những con người gắn bó với em nhiều năm qua đến nơi này để tặng cái số quà này cho bà con, đó là tấm lòng của những chú tiểu ở tu viện Hưng Đạo. Thì em xin cảm ơn các ban ngành, nhất là ngành công an địa phương tỉnh nhà đã giúp cho đoàn có được một cái nhân duyên để gửi những cái tấm lòng ở nơi đây cho bà con cũng ít lòng nhiều. Em xin kính chúc các ban ngành luôn luôn mạnh khỏe trong gia đình ấm êm, và trong cuộc sống, trong công việc làm lúc nào cũng suôn sẻ. Rất biết ơn tỉnh mình luôn luôn chăm lo cho bà con ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đoàn có gì sơ sót rất mong các anh chị lượng thứ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.